Uống nước nhiều không? Dạ cảm ơn nhiều. Dạ rồi Bảo Châu chào bà con bác nha con. Dạ chào các cô bác ông bà. Hai đứa con học chung lớp mấy vậy? Dạ lớp 3. Dạ lớp 3. Lớp 3 hả? À, lớp 3 mà hai đứa có ngồi gần không? Dạ không. Dạ không. Sao vậy? Dạ ngồi cách chỉ như mỗi bên mình hai tổ. Dạ. Vậy ngồi xa quá sao hát chung được ta? Dạ. Phải ngồi gần hát mới được chứ. Học kỹ chưa? Bây giờ hai đứa hát này giấc ngủ đồng nồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bà con bác cho hai bé một tràng pháo tay để hai bé phục vụ bà con bác nha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi hát bài hát con. Thank you.
học song ca sống thần ở hội quán ngôi sao Việt Dù, hát cực kỳ dễ thương và bà con bác rất là thương luôn. Hai đứa con cảm ơn bà con bác đi. Cảm ơn bà con bác rất nhiều. Dễ thương quá, đúng là đôi bạn thân cùng lớp. Rồi bây giờ Phong cảm ơn bà con bác ha. Nhiều sân khấu lại cho bé, cho bạn Bảo Châu biểu diễn ha. Rồi chú dẫn con vô, con cảm ơn đi, con cảm ơn con mời cô chú đi. Cháu nội dễ thương quá trời luôn. Cháu nội tùm lum nên mốt chia gia tài nhau rồi. Nhận cái chia gia tài nhá, mốt chẳng. Dạ chứ được. Rồi, Châu ơi, con ơi. Con cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bữa nay phát hiện ra có một cặp song ca sống thần ở hội quán ngôi sao Việt Dù, hát cực kỳ dễ thương và bà con bác rất là thương luôn. Hai đứa con cảm ơn bà con bác đi. Cảm ơn bà con bác rất nhiều. Dễ thương quá, đúng là đôi bạn thân cùng lớp. Rồi bây giờ Phong cảm ơn bà con bác ha. Nhiều sân khấu lại cho bé, cho bạn Bảo Châu biểu diễn ha. Rồi chú dẫn con vô, con cảm ơn đi, con cảm ơn con mời cô chú đi. Cháu nội dễ thương quá trời luôn. Nhận cháu nội tùm lum nên mốt chia gia tài nhau rồi. Nhận cái chia gia tài nhá, mốt chẳng. Dạ chứ được. Rồi, Châu ơi, con